Xin chào mọi người, mời mọi người ăn mì với Thảo nha. Mì Thảo nấu chung với lại sườn heo với lại nấm, nấm đông cô với lại nấm đùi gà nha. Mình ăn chung với lại giá hẹ. Có cà rốt nữa. Cái nấm đông cô á, mình nấu á, cái nó rút vô cái nấm đông cô ăn rất là ngon luôn. Nấm đùi gà thì nó dai dai sực sực ngon. Cái nước rất là ngon. Có hành phi với mọi người cho nên rất là thơm luôn.
Cái tô này mì ít nhưng mà giá với hẹ thì nhiều. Với nấm. Rất. Mứt leo ngon quá. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.